Hello, xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh Facebook của VN Review và chúng ta lại cùng nhau livestream trực tiếp trải nghiệm những công nghệ mới nhất. Và ngày hôm nay thì sẽ là một cái sản phẩm cực kỳ là thú vị và độc đáo. Mình nói là mình rất là hứng thú sản phẩm này. Và mình sẽ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ nhìn ngay cái sản phẩm này để anh em có thể thấy đó là cái gì. Vâng, các bạn có thể thấy ngay trên màn hình đây, chiếc màn hình OLED dẻo uốn cong đến từ Sharp. Nó tiếc là cái màn hình này thì nó được đặt trong một cái khung kính, thế nên là mình sẽ không thể nào mà trên tay nó một cách đúng nghĩa được. Vậy thì cái màn hình OLED dẻo này thì nó có gì hay, có gì thú vị so với cái màn hình OLED thường? Đầu tiên mình sẽ thấy một số cái thông số ở đây. Chúng ta sẽ thấy ở đây đó là nó sử dụng cái công nghệ OLED theo một điểm này, RGB. Và nó sẽ có thể uốn cong khi mà chúng ta nhìn chéo góc ở phía bên này thì sẽ rõ hơn về cái khả năng uốn cong của cái màn hình này. Thực ra thì cái màn hình uốn cong thì một số hãng khác cũng đã demo giới thiệu rồi, như là Lenovo, như là Samsung. Tuy nhiên ở Việt Nam thì có lẽ là Sharp sẽ là hãng đầu tiên chia sẻ cái công nghệ này. Một cái trong những cái sản phẩm mà chúng ta sẽ ứng dụng đầu tiên đó là những chiếc điện thoại có màn hình uốn cong. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể gấp đôi nó lại để trở thành một cái thiết bị nhỏ gọn hơn, cũng như là cuốn gọn nó bạn. Các thông số ở đây thì chưa cho mình biết là cái màn hình này thì nó có độ phân giải bao nhiêu, cũng như là chúng ta chỉ biết đây là một cái màn hình OLED, Flexible OLED Display, có nghĩa là màn hình uốn cong, linh hoạt, sử dụng công nghệ OLED. Và cái cấu trúc điều màn sẽ là RGB và nó sẽ có thể hiển thị được cái giải màu DCI-P3, cũng như là người nhờ công nghệ OLED này nó có thể hiển thị được cái màu đen rất là sâu, một cái điểm đặc trưng của công nghệ OLED, cũng như là có thể thấy là cái màu sắc của nó rất là rực rỡ, rất là tươi, độ sáng rất là cao. Và cái góc nhìn của nó thì cũng rất là tốt khi mà chúng ta nhìn nghiêng ở những góc khác nhau như thế này. Đây, bạn có thể nhìn nghiêng góc khác nhau này thì cái độ sáng cũng như là cái chất lượng hiển thị cũng rất là tốt và không hề bị ảnh hưởng một tí nào. Ta hoàn toàn có thể thấy độ sáng, độ tương phản rất là ổn dù ở các góc. Rất là khó nhờ chúng ta đã nhìn những góc ở từ trên xuống như thế này vẫn rất ổn, không vấn đề gì cả. Góc nhìn rất tốt và không hề có hiện tượng biến màu ám xanh như là những cái màn hình của Samsung hay là màn hình của LG. Khi mà chúng ta nhìn nghiêng thì thường hay có hiện tượng ám xanh dương hay là ám xanh lá cây. Tuy nhiên là cái màn hình OLED uốn cong này của Sharp thì không hề có hiện tượng đó. Chúng ta vẫn thấy là cái góc nhìn nó rất là tốt. Tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải có trải nghiệm kỹ hơn khi mà chúng ta chơi game, khi mà chúng ta xem video thì mới thấy. Còn đây chỉ là những cái hình ảnh tĩnh của Sharp họ demo thôi, thì chúng ta sẽ khó lòng mà chúng ta có thể nhìn thấy được rõ. Và chúng ta sẽ soi kỹ hơn chút về cái độ mỏng của màn hình này. Vâng, đó, thấy là cái độ mỏng của màn hình này rất là ấn tượng. Và như vậy là chúng ta có thể hoàn toàn ứng dụng nó vào những chiếc smartphone thị trường hiện nay, hoàn toàn có thể ứng dụng. Rất tiếc là Sharp thì họ không có một cái sản phẩm nào thực tế ở đây để chúng ta có thể biết được là cái màn hình này nó ấn tượng đến mức nào. Từ phía sau thì nó cũng không chưa có gì quá đặc biệt, và chúng ta chỉ thấy một màu đen tuyền mà thôi, không có gì quá đặc biệt ở cái phần phía sau. Và chúng ta có thể thấy là cái màn hình này thì nó được kết nối với cả một cái bốc. Có lẽ cái bốc này nó sẽ đảm nhận cái việc xuất hình ảnh lên cái màn hình OLED uốn cong này. Không biết là cái khả năng uốn cong của cái màn hình này thì nó đến cỡ nào. Ở đây thì chúng ta thấy là nó uốn khá là cong, không biết là nó có thể cuộn tròn lại được hay không. Hoàn toàn thì chúng ta có thể uốn cong cả cạnh viền, uốn cong cả cái phần bên trên. Bạn có thể thấy ở đây là một số cái thông số mà Sharp họ chia sẻ. Chúng ta nhìn thấy ở đây đó là đây là cái cấu trúc OLED của cái màn hình này. Nó sẽ sử dụng RGB xanh đỏ, xanh dương, xanh lá và đỏ, và nó sẽ cho phép chúng ta tạo ra được cái màn hình sáng hơn và mỏng hơn. Sharp họ cũng đã so sánh với cả cái màn hình LCD. Thông thường thì chúng ta sẽ cần phải có thêm một cái lớp kính. Và nếu anh em thấy video này hay, hãy like, share và đừng quên comment, cũng chia sẻ với anh em. Mình sẽ cố gắng trả lời anh em trong thời gian sớm nhất có thể. Thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.